Theo kế hoạch vụ lúa xuân năm 2023, toàn tỉnh gieo cấy khoảng 10.000 ha. Thời tiết bất lợi, vì vậy sự chủ động từ các hộ dân, chỉ đạo sát sao của ngành nông nghiệp, chính quyền cơ sở là điều kiện để sản xuất vụ lúa xuân thắng lợi. Cách đây cả tháng, đã có những khu vực nông dân gieo mạ xuân sớm. Đây là việc làm chủ động của nông dân ở những khu vực sản xuất 3 vụ. Gieo mạ sớm đồng nghĩa với những bất lợi về thời tiết như rét hại. Vậy nên, những tấm ni lông trắng này được sử dụng giúp cây mạ vẫn sinh trưởng trong điều kiện rét hại. Chăm sóc cho lúa tốt, không có bệnh có tật gì, không có mong muốn là nhà nước cấp thuốc tốt về phun cho lúa tốt. Muốn lúa tốt thì phải chăm sóc, phải cho phân nhiều, phải cho gánh thêm phân chuồng, chấu về đốt xong lại cho thêm. Trong vụ lúa xuân, nông dân ưu tiên sử dụng các giống thuần chất lượng cao như sánh cù, hương thơm. Một số địa phương, bà con liên kết với doanh nghiệp để sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn. Cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, canh tác lúa theo kỹ thuật cải tiến SRI và IPM để tiết kiệm chi phí đầu vào, giúp tăng năng suất, chất lượng lương thực. Công gắn được phân chuồng thì cho 50 cân lăn, xong là gánh được phân chuồng thì cho 30 cân, cũng giảm đi 20 cân rồi. Có trâu có ngựa nhiều mới có phân chuồng. Cán bộ trung tâm dịch vụ lên phụ trách xã để xuống tận từng hộ gia đình để thăm nắm xem những cái đất mạ người ta làm như thế nào đã được chưa, để có những cái chỉ đạo và khắc phục kịp thời cho bà con nhân dân. Trong vòng tháng 1 là đồng loạt cấy, thế nhưng mà năm nay thì cũng do cái ảnh hưởng một chút về thời tiết thì sẽ khoảng chắc tầm hết tháng 2 là cấy xong. Theo khung lịch thời vụ, nông dân gieo mạ quanh tiết lập xuân vào ngày mùng 4 tháng 2 dương lịch. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các địa phương đã hoàn tất việc gieo mạ, lấy nước và đang tiến hành làm đất. Khi cây mạ đủ tuổi sẽ cấy đồng loạt. Bà con nông dân thực hiện tốt cái khung thời vụ mà ngành nông nghiệp đã hướng dẫn, cũng như là áp dụng thực hiện tốt các cái biện pháp phòng chống rét cho mạ. Tuyệt đối là chúng ta không gieo cấy và cấy dưới nhiệt độ dưới 15 độ C. Thời tiết diễn biến bất lợi cũng là điều kiện để sâu bệnh phát sinh gây hại. Vì vậy, quá trình làm đất, chuẩn bị cấy lúa, nông dân cần tập trung vệ sinh đồng ruộng, tiêu diệt mầm bệnh, bảo vệ lúa xuân.